Thưa quý vị, khi hoàn tất dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an sẽ quản lý cư trú bằng hệ thống điện tử hiện đại để thay thế cho sổ hộ khẩu giấy vào năm 2020 theo nghị quyết 112 của Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại rằng các giao dịch về tín dụng hay mua bán sở hữu tài sản có liên quan đến sổ hộ khẩu sẽ bị ảnh hưởng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty luật SB Law. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Trước tiên thì xin cảm ơn luật sư đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa luật sư, cái vai trò của sổ hộ khẩu trong cái việc quản lý dân cư trong những năm vừa qua là gì ạ? Và thứ hai là trong những năm tới, khi mà chúng ta đã thu thập được cái đầy đủ cơ sở dữ liệu về dân cư quốc gia và tiến hành bỏ sổ hộ khẩu và thay thế việc quản lý dân cư bằng hệ thống điện tử hiện đại thì sẽ có ý nghĩa và vai trò như thế nào? Chúng ta biết là cái việc quản lý hộ khẩu trong những cái năm vừa qua ấy, thì nó cũng đã phát huy một số cái tác dụng nhất định, đó là các cái cơ quan quản lý nhà nước thì có thể quản lý được cái sự di chuyển của các cái dân cư và từ đó thì đảm bảo cái an ninh trật tự đời sống cho xã hội. Và bên cạnh đó thì từ cái vấn đề quản lý hộ khẩu đó thì cũng giúp cho các cái vấn đề khác, ví dụ như là thực hiện các cái quyền về tài sản, quyền đi học và các cái quyền là liên quan khác thì cũng được đảm bảo hơn. Thì tuy nhiên ấy thì đến cái chủ trương là của chính phủ là đến năm 2020 thì sẽ bỏ cái hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân và thay bằng cái căn cước công dân và mã số định danh. Thì nếu mà chúng ta áp dụng được cái mô hình thẻ căn cước công dân, mã số định danh vào 2020 thì nó cũng giúp là Việt Nam hoàn thiện cái cơ chế quản lý dân cư theo cái hướng hiện đại và giảm cái thủ tục hành chính phiền hà cho người dân và giúp cho người dân và cơ quan nhà nước thì tiết kiệm được các cái chi phí không cần thiết. Thưa luật sư, cái việc mà bỏ sổ hộ khẩu khi mà cơ sở dữ liệu về dân cư quốc gia đã được thu thập đầy đủ thì liệu có ảnh hưởng quá nhiều đến các thủ tục hành chính của người dân khi thực hiện tại các cơ quan nhà nước hay không? Và nhất là các cái giao dịch mua bán về tài sản có liên quan đến sổ hộ khẩu được thực hiện trước đó? Chắc chắn là trong thời gian tới sẽ có những cái việc xáo trộn, đặc biệt là những cái thủ tục mà liên quan đến cái quyền sở hữu tài sản của người dân, bởi vì các cái thủ tục đó thì trước đây các cái cán bộ nhà nước cũng như là người dân đã quen với các cái thủ tục đó hàng rất nhiều thập kỷ rồi. Bây giờ thay đổi trong 1-2 năm thì chắc chắn thứ nhất là về mặt kỹ thuật thì cũng có thể là còn mới mẻ và có thể có trục trặc một số kỹ thuật bởi vì sẽ quản lý bằng cái dữ liệu công nghệ thông tin. Thứ hai là cái việc là phổ cập phổ biến cho người dân ấy thì theo tôi nghĩ là trong vòng 2 năm cũng hơi tương đối là khó khăn, bởi vì hình thành một thói quen và mấy chục năm mà bây giờ bỏ đi trong vòng 1-2 năm thì cũng rất là khó khăn. Thứ ba nữa ấy là những cái việc đó cũng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, bởi vì trước đây thì các cái việc xác lập cái quyền sở hữu, ví dụ như là mua bán nhà, mua bán xe ô tô hoặc là xe máy, phương tiện giao thông thì đều áp dụng cái sổ hộ khẩu. Thế tuy nhiên bây giờ bỏ đi thì cũng có thể là ảnh hưởng và việc xác lập cái thủ tục mới cũng rất là khó. Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng là sổ hộ khẩu gắn với các cá nhân nhưng mà chưa phát huy được hết tác dụng, nhất là trong các cái dịp bầu cử, khi mà mỗi cá nhân thì có thể là bỏ phiếu tại các cái địa điểm, ví dụ như là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc là nơi tạm trú của mình. Vậy thì nó có đảm bảo ra cái sự công bằng không ạ? Đối với việc là tiến hành bầu cử ấy, thì công dân cũng cầm cái thẻ cử tri và cũng bỏ vào thùng phiếu và cũng tra bằng tay, bằng giấy. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta áp dụng cái hình thức là điện tử, mỗi người có một mã cá nhân và áp dụng cái hình thức bầu cử cũng bằng áp dụng công nghệ thông tin thì tôi nghĩ là nó sẽ phát huy tác dụng hơn là so với cái hình thức thủ công hiện nay, bởi vì nó sẽ ngăn chặn cái tình trạng là một cử tri có thể là bỏ phiếu hộ cho cả gia đình hoặc là bỏ phiếu cho đến 2 đến 3 người nhờ, thì nó cũng không phát huy được cái tác dụng, cái quyền cơ bản của công dân, đó là cái quyền bầu cử, mà chúng ta áp dụng cái hình thức là link ở giữa cái thẻ